Hôm nay là ngày đầu tháng 6 thì bên Duy cũng mới về chiếc xe này, chiếc Everest bản 2 cầu Titanium 2021 nha anh chị. Xe nhập Thái Lan và biển thành phố Hồ Chí Minh, mới chạy có 13.000 km thôi, 13.000, và đời cao nên xe này thì cũng như xe mới luôn nha anh chị, còn rất là đẹp luôn. Đây, lớp xe thì cũng còn rất là dày. Xe này thì trang bị full option rồi, bản cao nhất, có cảnh báo điểm mù trên gương, có hệ thống lái chủ động và hệ thống đổ xe tự động luôn nha anh chị. Đây là bên trong nội thất xe đây ạ. Xe thì cũng có dán phim, lót sàn 5D và lắp camera hành trình. Tất cả các chi tiết xe thì như mới thôi. Xe là sử dụng máy 2.0 đi turbo và hộp số tự động 10 cấp nha anh chị. Nhập Thái Lan nên chạy sử dụng thì rất là bền đây. Bên trong nội thất cũng rất là sạch sẽ luôn. Xe này mới về, bên Di vừa vệ sinh hút bụi xong là Di quay lên cho các chị cùng xem luôn. Xe như mới thôi. 7 chỗ rộng rãi. Có cúp điện luôn. Không vết trầy xước nào luôn. Và chạy thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Xe máy dầu. Đây. Nếu mà chúng ta đi đường ngoài đô thị thì hơn 5 lít cho 100 km. Sản xuất tại nhà máy của Ford tại Thái Lan. Bên ghế lái đây ạ. Rất là đẹp. Tất cả đều như mới. Xe chạy 13.000 km nha anh chị. 13.000 chuẩn. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ. Động cơ hộp số là chưa qua đại tu, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích. Sùng chỉ là nguyên zin. Thì chiếc Ford Everest bản Titanium 2 cầu 2021 biển thành phố Hồ Chí Minh này thì bên Duy hiện đang chào bán là 1.420.000.000, còn hơn lượng nha anh chị. Các anh chị quan tâm thì hãy xem xe trực tiếp thì sẽ có giá tốt nhất cho các anh chị chốt nhanh ạ. Duy xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video của Duy. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Bên Duy có rất là nhiều xe Ford luôn nha anh chị. Everest là có 2 chiếc, còn Raptor 1 chiếc, một chiếc Ford EcoSport nữa. Duy xin chào tạm biệt các anh chị ạ.